cô gái 21 tuổi bị sát hại vào mùng 7 Tết đã khiến dư luận dậy sóng vì hành vi hết sức tàn nhẫn của kẻ thù ác. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, 20 tuổi quê Bắc Giang, về tội giết người và cướp tài sản. Hào là nghi phạm sát hại chị LTTL, 21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, trong những thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp chi tiết buổi gặp giữa Hào và chị L, khiến dư luận bàn tán nhiều. Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo như những gì Hào khai với cơ quan công an, thì ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Hào sau đó thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1, thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L. 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Hào hẹn gặp chị L tại căn nhà trong ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ, nhưng do không đủ tiền cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tuy nhiên không ai ngờ rằng từ buổi gặp mặt này đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời và một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra. Cụ thể, khi đã hẹn được chị L, Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay sát hại nạn nhân. Sau khi thấy chị L chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy hiệu Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của nạn nhân làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, công an phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự công an thành phố giám định ADN của Hào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan nếu có, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không chỉ là hành vi thủ ác của nghi phạm mà hoàn cảnh của nạn nhân trong vụ án này cũng khiến dư luận không khỏi xót xa. Bà LTO, cô ruột của nạn nhân chia sẻ rằng, cháu ngoan hiền, biết lo cho bố và hai em nhỏ, cứ tưởng có công việc ổn định để giúp bố và các em ăn học. Ai ngờ, cháu nó lại chịu cảnh đau lòng đến vậy. Theo ông Cầm Bá Tâm, trưởng thôn Thành Thắng, gia đình nạn nhân là hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông F mất cách đây 4 năm do tai nạn giao thông. Ông F phải một mình nuôi ba con ăn học. L là chị cả trong nhà. Ông Tâm chia sẻ rằng, khi vợ anh S mất, lúc đó L mới 17 tuổi, nhưng cháu nó đã phải nghỉ học giữa trường, ra Hà Nội tìm việc làm để hỗ trợ bố nuôi hai em ăn học. Cũng theo ông Tâm, kể từ ngày vợ mất, ông S sức khỏe không ổn định. Công việc làm ăn không có, nên gia đình anh S chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Giờ người con gái đầu qua đời, không biết gia đình anh ấy có vượt qua được khó khăn này không? Ông Tâm thương cảm. Trước cái chết của chị L, bà con hàng xóm ai cũng bàng hoàng thương xót cho cô gái phải chết oan uổng khi tuổi đời còn rất trẻ. Cháu nó mới hơn 20 tuổi, tương lai tươi sáng đang còn ở phía trước. Vậy mà sau nó, nghi phạm sát hại nạn nhân, nỡ xuống tay tàn độc với cháu. Chúng tôi mong cháu ra đi bình an, gia đình sớm vượt qua mất mát này. Bà O chia sẻ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, tạm trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Vụ án xảy ra tại nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức do Nguyễn Đăng Khoa thực hiện.
Theo thông tin ban đầu, chiều 9 tháng 2, Công an phường Tăng Nhân Phú B nhận được tin báo của chị VTH, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về việc em ruột là chị VTT, sinh năm 1999, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ chiều 8 tháng 2. Công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ nơi chị T ở để xác minh thông tin. Qua đó ghi nhận chị T không xuất hiện ở khu nhà trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2, giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phân công thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Các phòng nghiệp vụ cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an thành phố Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị T cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa ở cùng khu trọ, chị T ở phòng 4, Khoa ở phòng 14 có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, các tổ trinh sát đã truy bắt được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Di lý về thành phố Hồ Chí Minh tập trung đấu tranh làm rõ. Khoa khai khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó, Khoa dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm khiến chị T tử vong rồi hiếp dâm nạn nhân. Khoa chiếm đoạt một lắc tay và ba nhẫn, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng của chị T. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp, ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Ngày 16 tháng 10 năm 2023, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, 16 giờ chiều cùng ngày, Công an thành phố tổ chức buổi thông tin báo chí về kết quả điều tra vụ án giết người, phi tang thi thể tại sông Hồng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án là TGK, sinh năm 1985, quê quán xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân được xác định là HIN, sinh năm 2006, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, từng giành ngôi vị Á Khôi 2 một cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam tổ chức đầu năm 2023. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 10 năm 2023, người dân địa phương ở Bát Tràng phát hiện nhiều mảnh thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Hồng và báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời đưa thi thể lên bờ để xác định nhân thân. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được xác định nạn nhân là chị HIN, cảnh sát cũng xác định chị N bị sát hại và phân xác để phi tang. Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ nghi phạm tại Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, nghi phạm đã dùng hung khí tự sát, song không thành và được công an đưa đi cấp cứu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!